Xin chào tất cả mọi người đã đến kênh Tô Xanh của mình. Hôm nay của mình tô xanh toàn lâu đài. Cùng xem thành quả của mình sẽ tô xanh thành như thế nào nhé. Này nha, và cờ mình sẽ tô màu đỏ. Thì bay người bay trả tối ưu hơn. Ví dụ mà tiền cái này có cái ví dụ mà tiền vé nó chỉ bằng 50% thôi. Như thầy mình sẽ tô là màu tím. Đúng không? Máy bay giá rẻ thì sẽ có lúc vẫn cao và có lúc thì nó xuống thấp. Nhưng cái này nó sẽ là cố định với ba mức giá tương ứng với các đối tượng và mức độ tiện nghi khác nhau. Đấy, chắc là ví dụ cái mà phải chờ nhiều ấy thì nó sẽ rẻ hơn cái mà đi thẳng. Có đúng không? Hết hồn, tưởng mới ngủ dậy. Chứ còn mình sẽ tô là màu xanh. Hoặc là cải thiện công nghệ.
xanh. Cảm ơn mọi người đã xem kênh tôi xanh của mình. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo của mình nhé.